Xin chào tất cả các bác và anh em nhá. Đầu tư 17 triệu để chúng ta sở hữu một bộ dàn này thì các bác nghĩ sao ạ? Một trong những bộ dàn có thể đem lại cho chúng ta tất cả những giá trị vốn có mà chúng ta mong muốn có được ở trên một bộ dàn âm thanh. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy được rằng đối với mức chi phí 17 triệu chúng ta sẽ có được những gì. Tất cả những cái vấn đề này là những vấn đề chắc chắn ai cũng mong muốn. Và đây là những cái quyết định then chốt để chúng ta sẽ sẵn sàng đầu tư cho mình một bộ máy, một bộ dàn thiết bị rất là chuyên nghiệp như thế này. Đầu tiên em muốn nói đến vấn đề là giá trị thẩm mỹ của một bộ dàn. Thứ nhất, chúng ta mua một bộ dàn, chúng ta sẽ mong muốn có được một bộ loa máy đẹp phù hợp với cái sở thích của chúng ta, cái dòng loa đấy phù hợp với những cái mong muốn của chúng ta, và đặc biệt là nó sẽ phải phù hợp trong những không gian trưng bày. WeWork 4000 là một đôi loa cây với chiều cao 115 cm, và đây sẽ là một đôi loa trưng bày rất tốt ở trong những không gian mà chúng ta mong muốn có được một sản phẩm mà nó sẽ tô điểm thêm cho những không gian phòng khách của chúng ta. Đấy là giá trị thẩm mỹ. Thứ hai, em muốn nói về vấn đề sự tiện dụng, sự tiện lợi của một bộ dàn. Thứ nhất, WeWork 4000 được phát triển trên nền tảng loa cây. Chính vì vậy, tất cả những khả năng trình diễn về âm nhạc, đây là một đôi loa có thể cho chúng ta những chất âm tốt, những cái khả năng trình diễn âm nhạc rất tốt. Và song song với đó, chúng ta sẽ có thêm một cái sự tiện lợi. Đấy là duy nhất một đôi loa mà chúng ta cũng có thể sử dụng hai tính năng nghe nhạc và hát karaoke. Với thiết kế một bát 30 và hai chung lớn, một chung bé, chúng ta sẽ có một chiếc bát 30, một chiếc chung 20, một chiếc chung 18 và một chiếc chung 16. Hệ thống loa này chắc chắn sẽ cho chúng ta được những bản karaoke rất là hay, với phần xử lý tần số âm thanh chính ở trên những chiếc loa này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho giọng hát của chúng ta. Và đây là một bộ dàn có thể nói rằng sẽ đem lại cho chúng ta được một cái sự tự tin khi chúng ta sử dụng, bằng việc chúng ta phối ghép cùng với những dàn máy, một bộ dàn máy rất là nhiều các thiết bị chuyên nghiệp ở đây. Như chúng ta đã biết, trong thời gian gần đây liên tục bên em đã đưa ra cho chúng ta một cái sự lựa chọn là những bộ cấu hình rời. Và trong thời gian gần đây thì bên em liên tục đưa ra cho chúng ta được những sự lựa chọn về một bộ dàn máy gồm các thiết bị rời. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đẩy 2 kênh công suất lớn D800 để khuếch đại cũng như là đưa tất cả những tín hiệu ra loa, và loa của chúng ta nó sẽ hay hơn, nó sẽ tốt hơn và bộc lộ đúng những gì vốn có ở trên những chiếc loa bởi một cái phần đẩy công suất rất là khỏe. Và thứ hai nữa, chúng ta sẽ có một bộ xử lý tín hiệu chuyên nghiệp, nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Chúng ta sẽ có được một cái phần xử lý tín hiệu âm thanh rất chuyên nghiệp ở chiếc vang KM360. Đây là một thiết bị rất dễ dùng, tuy nhiên nó sẽ có được tích hợp tất cả những gì chúng ta mong muốn, và thậm chí chúng ta không cần căn chỉnh bất cứ một tín hiệu gì, chiếc vang này vốn dĩ nó đã hay rồi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một bộ mic không dây. Đây là một bộ mic hát rất nhẹ và liên tục có mặt trong tất cả những bộ combo karaoke mà bên em phân phối ra thị trường. Với các thiết bị là một chiếc đẩy, một chiếc vang, một bộ mic không dây và một đôi loa, tổng là 4 món mà chúng ta sẽ chỉ đầu tư một mức chi phí rất là hạn hẹp, 17 triệu đồng. Và tất cả những gì đang thể hiện ở đây, các bác có thể thấy được một cái sự sang trọng, một cái sự hài hòa khi chúng ta trưng bày trong những không gian đẹp của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra và trải nghiệm khả năng trình diễn âm nhạc và hát karaoke của một bộ dàn dưới 20 triệu đồng nhưng rất nhiều những tính năng. Lời buồn dư vẫn lao lánh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn dù nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thép súng tê tay, mắt heo bao hư áo thở dài, nơi trốn xa buồn thương mẹ hoàng gánh. Em gọt theo sáng anh đèn từ sương mai. Mẹ biết bây giờ con ngồi hồ con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm
giờ đây con đường xưa còn đó, tóc điều vờn gió chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ may để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dặn đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã bên chân cứng để mẹ con tương lai. Ok ạ, chúng ta có thể thấy được sự chi tiết, sự chân thực ở giọng hát của chúng ta khi được thể hiện qua cặp loa Wilbur G4000 với một hệ thống 8 loa lớn bé ở trên một thùng. Chúng ta sẽ thấy được một sự chi tiết rất là lớn, và đặc biệt là khi được xử lý qua chiếc vang KM360, chúng ta sẽ có được những âm thanh chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Và đây là một bộ cấu hình giá trị là 17 triệu đồng. Chúng ta có nhu cầu, chúng ta có ý định mua sắm thiết bị này, xin mời gọi điện đến hai số điện thoại hotline của Zig Audio. Bên em sẽ tư vấn thêm và tiến hành chốt đơn cho các bác. Sau đây thì em xin phép được khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.